Hello mọi người. Vào một buổi trưa đi một vòng quanh Dâu Tây cạnh trong cạnh nhà mình. Ai đâu mà ai. Giờ mình sẽ đi một vòng vườn dâu mình trồng. Đây là giống Nhật Hanna, giống Nhật Ngọt. Trời rất là nắng. Đất rất là nóng và khô mà các em dâu tây vẫn đỏ chín mọng vẫn tươi. Giờ đang là cuối mùa nên là quả nó không được to cho lắm, so với thị trường quả như vậy là quả cũng không gọi là to bằng 3 ngón tay. Với mùa nên là nó không còn to như đầu mùa. Nó rất say luôn các bạn. Rất là nhiều quả. Cây nào quả đấy đều đỏ, đỏ đậm. Vườn này mình trồng 500 cây nhá. Mỗi lần thu hái mình sẽ thu hái được 4 cân. Hai ngày mình hái một lần. Rồi giờ đi quanh một vòng rồi mình tắt. Cho mọi người biết về việc trồng dâu tây nó cũng khó đâu. Phải chăm bón gì nhiều. Khi trồng vô đất xong rồi mấy người tưới một lần. Mà nắng quá cây héo nhiều bạn các bạn ạ. Các bạn mà có hệ thống phun tưới thì nó sẽ tránh các trường hợp là héo cây và chết đi. Những cái này là nóng quá cây bị héo ấy. Những cây này là không thể sống nổi nữa. Cây quả rất đẹp nhỉ. Đây các bạn, quả rất là đẹp. To, ngọt và thơm. Mặc dù nắng nóng mà cây vẫn có khỏe. Thế bây giờ mình đến đây thôi. Nắng không chú? Có chứ.